con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha nhiều lắm, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ mình ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọn
trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọn ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dọi đường con bước. Cha ơi, mãi không quên tình cha. Nguyện tròn đời con đấy chữ đạo theo tự tánh tâm bồ đề kiên cố, chỉ tu hành vững bền xá lệ cổ nguồn mấy chóng quay về bản giang. Thứ nhận kiếm thời hôm nay ngày 29 bạc liêu nãy trong gia đình nguyện hữu thuận đoàn thị hồng. 78 tuổi nguyện thị thiệu cao văn tèo chương lệ ngoan nguyện cao quỳnh di nguyện thị anh tiết phận chúng sanh đắng đường đồng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
công đức lành để hồi hướng cầu siêu cho quá giảng hương linh cũng như người sống hiện tiền từ thân tâm tật bệnh được tiêu trừ, tăng thêm phước, tăng thêm thọ, mọi việc làm ăn thời luôn luôn tăng tiến. Nam mô chứng minh pháp cung đoàn đạo quỷ vi tăng không ngọ bạc sanh chúng sanh quy phạm nơi nơi và pháp tăng nguyện cầu cho các ngươi chốn có được thân người khi giải thoát thân chúng sanh có được thân người để học đạo kiến tu giải thoát. Nam mô di đà phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đại Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Tôn Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phong sanh công đức độ năng thành vô biên thần phước giai hồi hướng vô nguyên pháp giới chư chúng sanh trong thành thánh đốn đà quán thối bằng tiêu nguyện hương linh con đường đắp cầu cầu tới cầu ấy có gia đình ở quê thân đường nguyện chúng sanh không đi đại chúng rồi mình xá xong mình đi luôn con. Rồi mình đi. Rồi cười tươi lên nha, tại con có wifi nó từ từ đấy. Cầu nguyện cho hương linh chúng con được siêu sinh về tịnh độ. Vào giờ này trai đường chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh thành tâm bái thỉnh quý ngài vương lâm trai đường chứng minh buổi lễ khai tăng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn thiền đức đã hoan hỷ cho rồi, chúng con xin ý dạo phụng hành cung thỉnh quý ngài vương lâm A Di Đà Phật. Con ơi, tòa tắc bạch ngoại chư thượng tòa chư đại đức tăng ni chúng con còn nghe cổ đức cỏ dày cây cỏ tăng già hoàng thâm kính bạch chư tôn đức, hôm nay gia quyền chúng con thật là một chứng minh buổi lễ trai tăng cầu nguyện cầu siêu cho hương linh, cầu siêu dung thất cho hương linh, hương linh hưởng được một phần. Vì vậy hôm nay chúng con thiết lễ trai tăng kính nguyện chư tôn đức tụng kinh siêu độ đã an tọa trong chánh niệm đại diện gia quyến dâng lên lời tạ bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Đại đức tăng ni, hôm nay tới trước hào quang chiếu giám của mười phương chư Phật, hòa cùng màu quỳnh y giải thoát của chư tăng, thắp nén tâm hương, gia đình chúng con xin vâng lên lời tất bạch. Thân phụ chúng con, thấm thoát thời gian bảy tháp đã qua, cha yên nghỉ ở phương xa. Âm dương hai nẻo sầu ly biệt, thời gian trôi qua như dòng sông. Ngôi nhà xưa thật sự đã vắng bóng người cha kính yêu của chúng con.
chúng con giờ đây sẽ không còn được nghe những lời dạy thân thương. Và còn đâu nữa hình bóng của cha ngồi tựa võng chờ đợi mỗi khi anh em con đi làm về khẽ ở. Mấy mươi năm trường thân tình chưa dứt, cha mẹ chúng con đã lao công nhọc sức nuôi dạy con. Mỗi cô quạnh một mình bên ngôi nhà vắng, với di ảnh cha trên bàn khói hương nghi ngút. Mẹ còn ở lại dương gian, cha đã cách biệt hoang sang tiền đài. Âm dương rẽ lối phân hai, nghe vào một bóng buồn thay não lòng. Nhớ ngày nào con mới... Chúng con cố che dòng nước mắt lệ nước vào tim, nhưng sao mỗi hơi thở ra vào nghe như quặn thắt. Kỷ niệm cũ còn đây mà... La đỏ xà tâm giả, quan gián đàn tràng, chứng minh công đức. Lô Phật, kính bạch chư tôn, quý vị thực hiện cái lễ kỳ siêu thất thất chi cha từng cho cụ ông Nguyễn Hữu Phước. Một cái sự chia tay, một cái sự ra đi vĩnh viễn thì có thể là tự ai đấy tìm đường thoát. Hằng ngày cái việc lớn của chúng ta tức là có ăn như tay rồi á, mạnh ai đấy đường đi, đi đường nấy. Thì quý vị biết cái đây là một cái lễ có thì cha mẹ lúc đó ăn uống không biết đi đứng thì cha mẹ tập đi đứng. Rồi bắt đầu lớn chút là cha mẹ đưa chúng ta đến nhà trường đó. Biết cách cư xử nè, rồi biết lẽ sống nè, biết phải, biết quấy nè, biết nhân tình, biết tất cả các thứ là do sự học đó. Tăng ni đó, mặc dù là chân đã đắc thành một con người đàn ông thì cơ bắp chắc thân khỏe mạnh, người nữ thì tóc đen quyền, da trắng trẻo thì do ai đó, đó. Thì cũng do tử kỷ hợi niên bát ngoạc thập nhất nhật thời lai đáo đàn tràng thính pháp quảng kinh tóc xã mê đồ siêu sinh tịnh đồ kiến tường chứ phần đó biết có hướng chỉ tiền. Thank you.
Cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như